kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại video mới nhất của kênh Bà Dày TV. Bà giây xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước một ngày luôn vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Do chồng của ông Bánh Xèo bất ngờ lên thông báo cái tin khẩn trong cái đêm hôm qua, bà Bánh Xèo chính thức lên tiếng là đóng cửa quán bánh Xèo và cũng là chuyển trọ luôn. Và đây cũng là cái lần thứ tư rồi bà bánh xèo chuyển quán chuyển trò và thông báo mới nhất là bây giờ ông bánh xèo là không thể là đi đứng được phải là nằm một chỗ để mà thở oxy đây là cái thông báo mình nghĩ là nhiều người cảm thấy bất ngờ bởi vì theo tin mà mình nhận được thì hôm trước thì ông bánh xèo cũng đã khỏe rồi nhưng mà bất ngờ trong đêm hôm qua thì bà bánh xèo lên tiếng thông báo là ông bánh xèo không đi đứng được nhiều đứng là khó thở cho nên phải nằm và thở oxy như vậy thôi và mọi công việc bây giờ đó đang dồn ở trên dây của bà bánh xèo cho nên là bà bánh xèo đó phải là trả cái quán đó và thuê một cái căn nhà ở trong hẻm nhỏ hơn để bán online cho các bà quán nữa. Và ngay lập tức có một cái bài viết bún bò, bên phía bún bò đó, họ lên, họ nói là lý do gì sao là ông bà Bánh Xèo là bị như ngày hôm nay. Một cái bài viết phải nói là vô cùng cách móc, mình cảm giác như là họ đang đổ hoàn toàn là lỗi cho khán giả của gì. Bây giờ chú Bảy nằm liệt giường rồi, cũng phải đóng cửa quán luôn rồi, mấy người hài lòng chưa? Họ đã khổ quá rồi, các người đó làm ơn để để cho gia đình của họ yên à, gia đình ruột thịt của anh năm đã chịu quá nhiều quan ức và thiệt thòi bị con tu ú chèn hay ép chưa đủ hay là sao các người định dồn người ta đến mức đường cùng mới là hả lòng hạ dạ hay là gì chú thím bánh xèo tử tế hiền lương như vậy nhất định sẽ được là trời phật phù hộ sớm ổn định lại mong chú bánh xèo khỏe lại để về sum họp tại nhà số 5 đoàn thị điểm như di nguyện của cố nghệ sĩ mô phật đây là một cái lời chia sẻ mới nhất của một cái người phải nói là thân thiết đối với cái cô cháu gái và lên kêu quan cho ông bà bánh xèo cảm giác như là họ đang là quy toàn bộ trách nhiệm này cho khán giả đó quý vị ông bà bánh xèo ra có sự như ngày hôm nay là do khán giả nghe phải nói là buồn cười không quý vị đến cái nước này rồi đó mà vẫn không chịu nhận mình sai cứ cho mình là hiền lương tử tế cái này hiền lương giữ hay là chưa tử tế dữ hay là chưa mà suốt ngày lên trên mạng chửi khán giả và cũng ngộ nha đã nằm một chỗ như vậy rồi không biết là sống chết ra sao như thế nào mà vẫn là giữ khư khư cái ý định là trở về nhà số 5. giống như di nguyện của cố nghệ sĩ của cái di nguyện nào của cố nghệ sĩ cái nhà đó bây giờ là của hồng loan rồi làm ơn được có mơ nữa sức khỏe đã tệ như vậy rồi cuộc sống đã xuống cấp vậy rồi thì thôi mình tu tâm tích đức chứ đừng nghĩ tới cái chuyện mà đi tranh giành tài sản của người khác nữa đến giờ phút này rồi mà vẫn là không biết nhận sai vẫn là cứ mang ở trong mình cái ý định là muốn tranh giành cho được cái căn nhà số 5 phải nói là quá tội nghiệp cho ông bánh xèo rồi quý vị khi mà nghe tin ông bánh xèo như vậy không những khán giả không đồng cảm mà còn có người là lên nói như thế này nè quý vị mai mốt có quay video clip á, thì nhớ mở van bình oxy si, rồi hả quay nha cô xin đừng ăn mày tình thương khán giả nữa hãy là tự đứng ở trên đôi chân của mình xã hội còn nhiều người khổ lắm nhưng mà họ có lên mạng xin xỏ gì cô đâu Mong anh sớm khỏe lại để cùng vợ lên mạng để chửi khán giả nữa nghe. Chửi nhiều cũng tốt cho phổi lắm đó. Xong dành đơn tiền. Đây là những cái lời mà khán giả đã dành cho vợ chồng của Bánh Xèo. Cũng tội vô quý vị. Bây giờ bệnh nằm như vậy mà cũng ít có người quan tâm và cũng thấy không có ai đồng cảm. Bởi vì mình sống sao mình mới bị như vậy. Bây giờ ông bà Bánh Xèo phải nói là gặp một kiếp nạn. Đó là mở quán đi tới đâu thì dẹp quán tới đó và đây cũng là lần thứ tư rồi có gì không biết trong cái trường hợp này đó, thì ông bà bánh xèo có được là cô tiên hỗ trợ hay là không đúng bây giờ càng ngày càng thấy thê thảm ăn mày cộng động, đồng đồng mạng phải nói là hết lần này tới lần khác không biết xấu hổ suốt ngày cứ than thở bây giờ ông bà bánh xèo cũng có đứa con trai đó thì thôi bây giờ tự làm tự ăn đi đừng có lên mạng than thở rồi khóc lóc làm cái gì thậm chí là mình còn thấy là ông bà bánh xèo là thuê du tích về nhà quay để minh quang là bình oxy có mở van chứ không phải là lấy tình thương của cộng đồng mạng làm vậy để làm gì nếu mà thật sự bị bệnh đó thì hãy tu tâm tích đức và sống một cái cách lương thiện đi chứ đừng lên trên mạng để mà sân si với khán giả để làm cái gì đừng có chửi khán giả để làm gì để mang nghiệp vào thân ông bác sào bây giờ nếu mà bớt bệnh đó thì hãy là rút khỏi cái drama này và lo tập trung chữa bệnh để làm ăn chứ đừng đem hồng loan ra làm một cái tên để mà công kích để đem những khán giả ra để làm một cái đề tài rồi chửi bới ở trên mạng xã hội thì càng ngày càng tệ hơn thôi quý vị chứ không khá hơn được đâu còn vấn đề của hồng ni đó thì hiện tại có rất nhiều những cái tin tức mà phía bên kia họ đang tung ra để là cố tình đánh vào tâm lý của hồng ni nhưng mà mình tin rằng là hồng ni vẫn là ổn nha quý vị và mình nghĩ là sẽ sớm thôi nữ hậu tướng của hồng loan sẽ trở lại để là tiếp tục dẫn dắt hồng loan trong cái vụ là tranh chấp nhà cho ở nhờ đối với là cô lục bây giờ pháp lý của hồng loan coi như cũng đã xong rồi quý vị bây giờ chỉ chờ ngày tòa xử thôi đêm hôm qua đó thì tuyết ngọc và trọng ân luật sư đó cũng có đến quán cà phê để mà cổ vũ tinh thần cho hồng loan đi hát đây là một cái hành động cũng rất là đẹp luật sư đến tận nhà thắp hương rồi xuống tận mồ thắp hương và đến tận những cái địa điểm ca hát của thằng chủ mình để là ủng hộ thì đây là một luật sư phải nói là vừa có tình nghĩa có tâm có tầm hiếm người làm được như vậy thì mình mong rằng là tuyết ngọc hồng ni sẽ là hai cái người giúp cho hồng loan thắng cái vụ là tranh chấp căn nhà cho ở nhà và giúp cho cố nghệ sĩ hoàn thành di nguyện của mình là để lại tất cả tài sản cho học Loan. Và nghe là trong tháng 9 này, một cái tháng là quan trọng khi mà chuẩn bị diễn ra cái phiên tòa sơ thẩm để kết thúc cái vụ án này. Hiện tại là Hồng Loan đang là cái chiếm cái lợi thế phần thắng rất là cao. Bên phía bún bò thì hết hy vọng rồi. Bây giờ họ chỉ muốn đem ra những cái chuyện cũ như là ADN rồi thân phận con nuôi của Hồng Loan ra để mà công kích thôi quý vị và các bạn. Chứ thật sự bây giờ về cái chuyện pháp lý là coi như là họ không thắng được Hồng Loan đâu chúng ta chỉ đợi một cái phiên tòa chính thức tuyên án là Hồng Loan thắng kiện và giữ lại hết những cái tài sản của cha mình và bên phía bún bò có trách nhiệm đến nhà Hồng Loan gom hết những cái món đồ đi để kết thúc cái drama này bởi lẽ là không dọn đồ họ muốn là dây dưa thôi quý vị họ muốn làm mọi cách để khiến cho Hồng Loan phải mệt mỏi và liên tục liên tục gặp những cái chuyện không hay ở trong cái cuộc sống của mình nhưng mà mình tin là sẽ sớm thôi bún bò sẽ đưa xe đến và gom hết những cái món đồ này đi để kết thúc cái drama này cái câu chuyện này phải nói là kéo dài quá lâu rồi khán giả cho rằng là cái drama này phải nói là nó dai dẳng bây giờ nó tè là le hết rồi phải nói là quá nhiều cái tình tiết càng ngày càng phức tạp thêm làm cho mọi người cứ mong rằng là sớm kết thúc cái drama này đi để cho hồng loan và những cái người anh em ở trong nhà họ võ đó sớm trở lại cuộc sống bình thường không còn lên mạng tranh cãi hơn thua sân si với nhau làm gì nữa ai cũng mong như vậy à, quý vị và các bạn à chúng ta đến với hồng loan cũng là hơn một năm rồi và ai cũng mong muốn rằng hồng loan đó là cái người sẽ sở hữu toàn bộ tài sản của cố nghệ sĩ giống như là cái di quyền của cố nghệ sĩ để lại chúng ta biết là cố nghệ sĩ không dứt di chúc đồng nghĩa là những cái tài sản đó là cố nghệ sĩ muốn dành lại cho hồng loan còn nếu như mà cố nghệ sĩ muốn chia tài sản cho là cô lục và cái cô cháu gái thì phải đưa họ vào hộ khẩu hoặc phải là có cái tờ di chúc lại để mà chia tài sản rồi quý gì nhưng mà cái này là không thì có nghĩa là cố nghệ sĩ đặt để tất cả những cái tài sản đó cho hồng loan thì cố nghệ sĩ mới yên tâm cũng đúng thôi quý vị bởi vì có nghệ sĩ đã chứng kiến người em, người cháu mình như thế nào lúc mà có nghệ sĩ còn sống Làm gì có cái chuyện mà để lại tài sản cho họ Đây là những cái điều mà chúng ta biết rất là rõ Và ai cũng biết cái điều đó cả Nhưng mà bên phía bún bò thì không Họ cứ cố chấp họ cho rằng là anh Năm để lại tài sản cho cô cháu gái Thì cái cô cháu gái phải tranh giành lấy Đây là một cái hành động tham lam tới mức là cố chấp luôn quý vị Hy vọng thông qua cái video clip này thì chúng ta sẽ tiếp tục dành tình cảm đặc biệt cho Học Loan Giống như đêm qua vậy đó quý vị Khi mà một cái quán cà phê đó Gần 400-500 người vào xem Hồng Loan hát Một cái hành động phải nói là chứng minh rằng là Khán giả luôn luôn yêu thương Và dành tình cảm đặc biệt cho con gái của cô nghệ sĩ Rất mong quý vị và các bạn luôn luôn Dành tình cảm đặc biệt cho Hồng Loan, Hồng Ni Và tất nhiên quý vị và các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Ba Giai Bằng đăng ký kênh, like, chia sẻ video clip này Và để lại những cái bình luận ý kiến Để làm cái động lực lớn Để cho Ba Giai tiếp tục cập nhật tin tức mỗi ngày Để gửi đến tất cả quý vị và các bạn Tiền xem trong cái drama này À, bà gia xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo